Bây giờ em muốn ly thân, em muốn ly dị đúng không? Ông cứ đi ra khỏi nhà này đi. Ông rời bỏ cái con mụ già đanh đá này đi. Ông tìm được người nào mà ông cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì ông cứ tìm. Ông sống cái cuộc sống của ông đi. Ông Quốc, có bao giờ ông suy nghĩ là tất cả những cái điều mà tôi vừa nói với ông hoặc là tôi đã từng nói với ông là thật không? Là thực sự trong lòng tôi mong muốn ông phải hạnh phúc nếu như tôi chết đi. Thôi đi, em đừng có nói vậy nữa. Tối ngày cứ nói là nếu như em chết thì lấy ai về đó làm vợ đi. Cứ nói vậy hoài. Anh hiểu hết á. Em bây giờ đó là tự vì cái thằng Minh nó đi ở rể cho nên em buồn bực. Nhưng mà đâu phải vì vậy tất cả mọi chuyện em đổ trút lên đầu của anh. Sao em cứ nghi ngờ hoài vậy? Bây giờ tánh khí của em anh chịu không có nổi. Thời gian gần đây lúc em vui lúc em buồn, anh đi đường đâu anh mò? Rồi bây giờ tất cả mọi chuyện ở trong nhà này nè, em cứ bắt anh phải làm, anh như là ô xin vậy. Trời. Trời ơi, ông thấy mình giống ô xin hả? Ông là ô xin thì tôi là gì? Mấy chục năm sống với ông, tôi là vợ ông hay là tôi là ô xin cho ông với mấy đứa con của ông? Trả lời cho tôi biết đi. Ông biết mẹ của ông á còn coi tôi á tệ hơn là ô xin nữa kìa. Nè, có bao giờ á tự vấn bản thân, tự hỏi, tự suy nghĩ trong cái não của mình tại sao cái bức tường nó bị ố như vậy không? Có hỏi không? Có bao giờ suy nghĩ không? Là bởi vì đây nè, đây nè, ngồi như vậy ngủ nè. Rồi có bao giờ trong cái đầu đó đó hỏi là tại sao bạn ngủ ngồi không? Là bởi vì phải ngồi canh, mệt chút xíu là tranh thủ vô ngủ như vậy nè. Nhưng mà mẹ ông gọi một cái là phải đứng lên, có mặt liền. Trễ một chút xíu thôi là bị chửi rồi. Thèm ngủ ở giường nhưng mà không ngủ được. Ông có biết là tôi chịu đựng mẹ ông á cả một cuộc đời tôi, trong khi đó ông chỉ có một thời gian ngắn ngủi thôi. Ông chịu đựng vậy á mà ông dám nói là ông không thể nào chịu được cái tính khí thất thường với tôi là sao? Tôi mệt quá. Em lên cơn rồi. Em nhìn nơi em đi. Em điên rồi đó. Em đang điên rồi đó. Tôi nhịn sao được? Nếu như tôi câm họng tôi không chịu nói thì cha con ông coi tôi là cái gì? Bây giờ tôi hỏi ông nè, tôi ở trong căn nhà này, tôi là vợ, là mẹ hay là ở đợ? Nói đi. Mẹ, mẹ, mẹ có biết bây giờ trong lòng con nghĩ gì không mẹ? Con không muốn thấy mặt mẹ trong căn nhà này nữa. Cái gì vậy? Em nói cái gì vậy? Em dám nói chuyện với mẹ vậy đó hả? Hả? Sao không dám? Tôi bây giờ không còn gì để mất nữa. Bởi vì tôi rất ghét mẹ của ông. Trời đất ơi. Cho nên tôi yêu cầu ông gỡ hình mẹ ông xuống đi. Ôm hình của mẹ ông đi ra đường đi. Trời ơi. Em dám nói với mẹ vậy hả? Em muốn phá nát cái gia đình này. Em muốn cái gia đình này tan nát em mới chịu đúng không? Rồi hả? Sao? Rồi có dám làm gì tôi không? Bây giờ em muốn ly thân, em muốn ly dị đúng không? Ông cứ đi ra khỏi nhà này đi. Ông rời bỏ cái con mụ già đanh đá này đi. Ông tìm được người nào mà ông cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì ông cứ tìm. Ông sống cái cuộc sống của ông đi. Em ác với tôi lắm, em nghe rõ chưa? Em tàn nhẫn với tôi lắm, em nghe rõ chưa? Suốt bao nhiêu năm qua tôi nhịn nhục hết, tôi im lặng hết là tại vì tôi thương em cho nên tôi im lặng, em nghe chưa? Tôi vì em, tôi vì con cái của tôi. Bây giờ em muốn tôi đi phải không? Em muốn tôi bỏ nhà tôi đi chứ gì? Được rồi, tôi đi cho em coi. Tôi bỏ nhà tôi đi cho em coi. Tôi đi nè. Mình cứ đi đi nha mình.
Mình cứ chọn cuộc sống của mình đi nha mình. Bà Thanh ơi, bà Thanh, chỉ cần làm cho ông ghét mình thôi, tại sao lại làm tổn thương ông? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng ghét con, mẹ hiểu con mà, phải không mẹ? Con phải làm như vậy để tốt nhất cho con trai của mẹ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.